Sau đây Amber xin hướng dẫn các bạn về trường hợp máy báo hết nước. Thì khi máy báo hết nước thì đèn sẽ báo màu đỏ và có tiếng tít kèm theo. Đầu tiên chúng ta vén lớp đất nung popper ra thì chúng ta sẽ thấy được là cái nắp đỏ của bình chứa nước bên trong. Sau đây Amber xin hướng dẫn các bạn châm thêm nước vào hệ thống tự tưới ASD khi máy báo hết nước. Thì là ở trong này là một can chứa nước 5 lít thì chúng ta cũng sử dụng một can. Chúng ta mở nắp của bình chứa nước bên trong để cho nước vào. Chúng ta mở nắp xong thì chúng ta kéo cái nắp đỏ xuống phía dưới, cho phễu vào. Chúng ta đặt phễu vào miệng can nước và đổ nước vào. Chúng ta lưu ý là phải dùng phễu nha. Nếu không dùng phễu thì khi nước của bình chứa nước bên trong đầy thì chúng ta tiến hành là lắp lại. Sau khi chúng ta đã hoàn thành việc châm thêm nước vào cho bình chứa 5 lít ở trong chậu thì chúng ta phải kiểm tra lại máy đã trở về chế độ tự động hay chưa. Thì chúng ta bấm hiện lên màn hình và bấm một lần nút M. Và khi đèn nháy liên tục này tức là đã có nước tưới bình thường. Và bấm lại một lần nữa để cho máy trở về chế độ tự động là chế độ 3 giây đèn xanh mới nháy một lần là xong.